Có biết là ông vua Quang Trung và ông Nguyễn Huệ có cái mối quan hệ gì với nhau, hai người đấy? Em không ạ. Anh em ạ. Em ông Quang Trung và ông Nguyễn Huệ là có mối quan hệ như thế nào? Bố con. Là anh em cùng một nhà. Bạn thân chiến đấu cùng nhau. Dạ đấy là cùng một ông ạ. Dạ. Ừ. Thế tại sao? Dạ đấy là tên được người dân đặt cho. Dạ. Người đừng lặng im thêm thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim. Ông Nguyễn Huệ là tên của Quang Trung khi lên ngôi vua. Quang Trung là đại phá quân Thanh ở trên sông Bạch Đằng. Ở trên sông Bạch Đằng. Ông Quang Trung lược làm vua và đánh thắng giặc. Ông còn là nhà thơ nữa. Trường con chính là trường của ông Quang Trung. Thế con học trường gì? Con học trường Nguyễn Du. Mà Nguyễn Du chính là ông Quang Trung. Jesus Christ, great.